giao xong rồi nha nè. Con dê đẹp ghê. Rồi, 10 con dê giống thành công. Chúc anh trai tiếp tục chăn nuôi thành công nha các bạn. Anh không có chịu lên hình các bạn. Rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bên Đồng Nai vẫn còn được 70 bảy mấy ngàn á, thì anh chị sẽ tham khảo thêm hàng bảy mấy ngàn khúc nên là đổ vô này kia là do lấy lớn bắt nữa thôi, thì anh chị xem tham khảo luôn nha các bạn. Thì cái dây sòm thì hôm nay lại có một mức móc mới nữa các bạn, mức móc này là giết nhà vườn luôn, thì thực sự là có 60 ngàn một ký các bạn, 60 ký mười đồng mà tiền thì 50 ngàn trên một ký. Sao bà Hưng bà Thanh luôn là tao cũng đỡ khổ rồi, tao đi không lóc nè, nhà vườn thì có chết lỗ nữa nè. Thì sự là mình cũng không có thích giá này, thích giá dây cao này kia. YouTube nó mới đông này kia rồi phát triển anh chị, thì đó là mức giá anh chị xem tham khảo luôn nha. Rồi làm 3 phút ngắn gọn thôi anh chị. Mọi chi tiết thì các bạn có liên hệ với số điện thoại của mình, cũng là số điện thoại của kênh YouTube Đồng Nai Mấy Tuy nha các bạn. Thì mình làm cái kênh này là kênh dự phòng, anh chị xem tầm hai đó mày ơi. Ok thì cho Quế mình một like, một đăng ký chia sẻ nha các bạn. Đây là kênh dự phòng kênh thứ hai của Đồng Nai Mấy Tuy Vinh, lấy từ đề là dê bo Đồng Nai 60 nha các bạn. Thì trên video mình cũng có giao một số dê giống ở ngoài Phan Thiết nha các bạn, ngoài Phan Thiết mình gửi xe luôn. Rồi một số dê giống mình giao đầu tiên 10 con các bạn. Cái bài này 10 con nè các bạn nè, bài này 10 con mình giao cho anh trai nó là nuôi đầu xô. Thì hàng này mình giao cho ảnh là công khai cho các bạn luôn, là mình giao được có 100.000 ký nha các bạn, giao đúng 100.000 ký. Thì có một số nó có bầu nha các bạn, tại đực mình nhảy có bầu. Cái bài này thì anh dặn lâu rồi, hàng cỏ lá nhà vườn lên nha các bạn. Thực sự là cái hàng này nó cực kỳ hiếm, mình cũng không có còn nha các bạn, còn được có 10 con này là anh bắt hết rồi. Thì cảm ơn anh trai cũng đã ủng hộ kênh dê bo Đồng Nai 60 cũng như là Đồng Nai Mấy Tuy Vinh, thì đã ủng hộ kênh YouTube mình 10 con dê giống nha các bạn. Thì anh chị nào mà cần liên hệ dê giống như thế này, còn đây là đồ dê này mình giao vườn tây nha các bạn, hàng bò lửa đầu xô tây bò lửa nè các bạn, hàng vít giao 25 con giá mềm thì là của chú này ở Bến Tre chú Bắc của mình nữa các bạn. Anh đi em xem tham khảo nha, giao tại trên này luôn là giá cái bàn này mình giao là 95.000 nha các bạn. Thì xin cảm ơn bà cô chú anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh thứ hai của mình. Xin mọi người cho một like, một đăng ký, một chia sẻ nha các bạn. Mình sẽ thường xuyên cập nhật cái giá dê ở trên cái kênh này cho bà cô chú anh chị xem tham khảo luôn. Giống nha anh chị. Sẽ làm sang kẻ giá dê bò lửa đầu xô. YouTube Đồng Nai Mấy Tuy Vinh. Với lại kênh dê bò Đồng Nai 60. Giá mềm luôn các bạn. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh chị em xem tham khảo nha. Ba ở miền Tây đã ủng hộ đàn dê cái giống. Xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi video của dê bo Đồng Nai trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc bà con và các bạn ngày mới tràn đầy sức khỏe và năng lượng trong cuộc sống nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.